Ok, chào mọi người nha. Hôm nay shop Banza sẽ lên cho các bác một con máy hút ẩm nha. Đấy, dòng Mitsubishi. Mít mỏng mọi người nhé. Mitsubishi thì các bác biết rồi, mít mỏng nó là dòng chạy là êm nhất. Và phải nói là em chuyên bán cho các cái phòng phòng ngủ này, phòng chơi âm thanh các thứ đúng không ạ? Vì dòng này dòng Mitsubishi mít mỏng là dòng những mà dòng cái lốc của nó gần như không có tiếng luôn. Tiếng gió rất là êm luôn. Thì con này có một cái đặc điểm là nó là điện 220 các bác nhá. Đấy, dòng này 220. Đây là các cái tính năng này, đây là bật tắt này, chế độ auto này, chậm này, sấy này, nhiệt độ thấp, nó không khí, có cả hẹn giờ mọi người nhá. Đấy. Dòng này đấy. Máy rất là đẹp luôn nhá các bác nhá. Đây là máy đẹp nguyên bản mọi người nhá. Bọn mình về chỉ có lau đánh bóng lại thôi. Máy rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Tất nhiên là Mitsubishi thì là Mitsubishi Japan rồi, không bàn cãi. Nhiều người không cứ thì hỏi Mitsubishi điện 220 thì sợ này không. Đây mọi người nhá, đây là thông số của con máy này nhá. Đây là mã của nó này. Đấy, con này thì là công suất là 16 lít trên ngày nhá. Thì con máy này là hàng sản xuất châu Âu, Italia. Thì con máy này thì dùng cho phòng độ khoảng 40 m2 bộ đồ lại mọi người nhá. Điện 220, 16 lít. Đây là một cái ưu điểm rất lớn luôn. Máy thì siêu đẹp luôn các bác nhé, máy mới nguyên bản. Em quay rất sát để các bác thấy được cái hình ảnh của sản phẩm nhé. Thì bác nào có nhu cầu về con máy này thì có thể liên hệ trực tiếp bên em nhé. Đấy, vụ đợt này thì đang bắt đầu giá còn đang tốt. Còn nếu mai kia thì càng để lâu thì vào vụ thì càng giá càng cao. Đấy, bây giờ chớm chớm thì hàng đang đẹp và giá đang tốt.